Hồi sáng con ra chợ, con nghe người ta nói vụ này mà không biết có đáng tin hay không nữa. Chuyện gì mà đáng tin không đáng tin? Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Chừng nào ra bến xe để má thu xếp đồ đạc nghỉ bán rồi đưa con đi. Chuyện con lên Sài Gòn là chuyện nhỏ thôi, chuyện này mới là chuyện động trời nè. Hồi sáng á, con ra chợ nghe bà con nói là dì Súng với anh Sen nghỉ gặt lúa mướn rồi, ra ngoài chợ mở nguyên một cái cửa hàng bán đồ điện gia dụng luôn. Má biết chuyện này không? Hả? Con nói thiệt hay nói chơi vậy? Tiền bạc đâu mà má con Sen mở cửa hàng? Không lẽ đi vay bạc góp? Chuyện đó không có đâu. Chuyện này sao giống cái chuyện gì ở bên Tây á, người ta hay chơi cái chiêu gì mà tháng tư gì mà con hay kể cho má nghe đó. Công nhận má nhớ dài thiệt á. Chuyện đó người ta gọi là chuyện cá tháng tư, có nghĩa là ngày 1 tháng 4 á thì mình có quyền nói xạo gạt hết mọi người mà không ai giận mình hết trơn á, vì đó là cái ngày mình có quyền nói xạo. Nhưng mà cái chuyện này á, chuyện Sen với dì Súng nghỉ gặt lúa mướn để mở cửa hàng là thật 100% luôn á. Sao bay biết là đúng? Bộ hai đứa bay quệ nhau rồi hả? Dạ, nhưng mà con biết là Sen nó còn giận con. Nhưng thôi, kệ đi, cứ để thời gian. Chị Hai. Ủa, chị Thu. Ủa, Tầm gửi. Dì Thu, con mời dì Thu vô ngồi chơi. Chị Thu vô đây chơi đi chị Thu. Tầm gửi lấy cho dì Thu ly nước đi con. Dạ. Chị, sao tôi nhìn mặt thấy mặt chị xanh xao quá vậy? Bộ chị bị bệnh hả? Bệnh thì ở nhà đi, có chuyện gì thì cứ kêu thằng Lực với thằng Đờn qua đây hú một tiếng, có tôi tới liền. Bệnh hoạn mà đi chi không biết nữa. Tôi có bệnh hoạn gì đâu, chẳng qua là chuyện của thằng Lực với con Sen nó làm tôi đau lòng quá, thành ra mặt mày mới tệ vậy đó chứ. Sao chị nói chuyện hai đứa nó làm gì mà chị đau lòng? Chẳng lẽ tụi nó bậy bạ? Làm gì có chuyện đó. Chuyện là thằng Lực đang đau khổ vì con Sen á, nó nghỉ gặt lúa mướn mà không thèm nói cho nó biết một tiếng nữa. Rồi chuyện người ta đồn ầm ĩ ở ngoài chợ á, vụ thằng công tử con nhà giàu bỏ tiền ra mở cửa hàng cho con Sen với bà Súng bán đồ điện gia dụng. Thằng Lực nó nghe thằng Đờn kể xong là nó ba chân bốn cẳng, nó muốn chạy lại nhà con Sen để hỏi cho ra chuyện. Nhưng mà tôi lại cấm, tôi không cho nó đi. Chuyện đó tôi cũng mới nghe Tầm gửi nó nói. Rồi giờ chị tính làm sao? Mà sao chị không cho thằng Lực đi tìm con Sen vậy? Dạ, con mời dì Thu uống nước. Để đó đi con. Ừ, con dạ. Ngồi xuống đó đi. Dì có chuyện muốn nhờ con. Chị hỏi tôi sao không cho thằng Lực đi kiếm con Sen hả? Thì tại cha Nhông á, chả bậy bạ hết sức à, đi ra ngoài chợ nói xấu nhỏ nát bét à. Nào là thứ trôi sông lạc chợ, thứ không cha không mẹ, nghèo rớt mồng tơi, tệ quá trời luôn à. Cho nên tôi làm sao mà cho con nhỏ tới nhà giả được? Chị nghĩ coi, tôi làm vậy là tôi đúng hay sai? Chị đó đúng 100%, có gì sai đâu. Ủa, mà chị kiếm Tầm gửi có việc gì không? Tôi không cho thằng Lực đi, cho nên tôi phải đi kiếm thằng Sen. Tôi tới nhà thì nhà khóa cửa không có ai hết trơn á, cho nên tôi xẹt ngang qua đây nè. Tôi định nhờ con Tầm gửi một chút chuyện. Dạ, chị Thu nhờ con chuyện gì? Con à, con đi tìm con Sen á, con dẫn con Sen tới gặp thằng Lực giùm cho dì nghe, được không con? Dạ. Ừ. Rồi phụ vô luôn nè. Ở tao coi.
Tao ra khiên tiếp nha. Dạ rồi. Nè, tụi bay đem ba cái này vô luôn. Dạ, cái này phải không anh? Ừ, ừ đúng rồi. Rồi đem để lên luôn. Dạ, rồi, đây. Rồi, phụ danh luôn ha. Dạ, dạ. Cái này nữa. Để em nè, cứ coi cái này nè. Để em vô luôn đi. Chưa lên luôn. Dạ. Dạ rồi. Xong phải không anh? Ừ. Dạ. Còn mấy thùng hàng ngoài kia kìa, phụ anh luôn em. Dạ dạ dạ. Dạ, cái này 10 béo lắm chú. Dạ dạ. Hiền anh mấy cái thùng hàng đi luôn em. Dạ, tạm dạ, thời dạ. Cứ bán mấy mặt hàng này trước đi. Dạ. Mấy mốt tôi nhập nhiều hàng về lúc đó tha hồ mà bán. Dạ. Cái này dạ. Mày coi canh lại mấy cái bản hiệu coi. Để nghiêng ngửa nghiêng dạ, tới nghiêng lui vậy sao được. Đó coi lại đi. Dạ. Cửa hàng mới khai trương gì dạ. Mà cái bản hiệu mới sẹo vậy sao được. Chỉnh lại đi. Rồi cái này luôn anh. Rồi dạ. Cái này luôn em. Dạ dạ. Rồi chất xác vô luôn ha. Đẹp quá hả mày. Đồ tốt mà chú. Đẹp thiệt á. Bạch chị ba. Sen nè, có gì khó cứ hỏi anh nha. Đẹp không? Má ăn cơm đi má. Ngày mai con lên Sài Gòn học rồi. Không có dịp ngồi ăn cơm với má như vậy nữa đâu nghe. Con thấy tội cho anh Lực quá má. Người có số hết rồi mà con. Nè, ăn đi con. Má không cho con qua gặp con Sen. Con có giận má không? Tại hồi tối con suy nghĩ không kỹ, cho nên con muốn qua gặp Sen, để hỏi Sen cho rõ ràng mọi chuyện mà má không cho qua. Con xin lỗi má, thật sự lúc đó con cũng hơi giận. Nhưng mà giờ nghĩ lại con thấy má nói đúng. Phận mình nghèo, người ta không dám gả con gái cho mình cũng phải thôi. Bây giờ mà muốn cưới vợ chứ phải làm ăn có tiền có bạc. Quả mai người ta mới chịu ưng mình phải không má? Má ơi! Má! Má! Dì hai qua kiếm má nè. Dì hai, má con với Lực với bè. Dạ. Để con dắt dì hai qua bển. Chị Thu. Dạ dì hai mới qua. Ờ à, con. Sao rồi chị? Chuyện tôi nhờ con Tầm gửi á, có kết quả không vậy? Hồi sáng này con Tầm gửi nó có chạy ra cửa hàng, thấy con Sen, bà Súng, ông Nhông, thằng Sậy với hai ba người nữa đem hàng hóa vô nhà. Nó muốn kêu con Sen ra ngoài, nhưng mà sợ ông Nhông nên nó bỏ đi về. Chuyện chị nhờ không đi tới đâu hết á. Nó mắc cỡ, thành ra không dám ra báo tin cho chị biết. Chị không biết, con Tầm gửi nhà tôi, nó khổ tâm lắm. Vậy là kể như không ai gặp được con Sen hết. Lực, hay là đêm nay á,
con qua xong kiếm con Sen, nói cho rõ ràng mọi chuyện đi con. Chuyện này má dì Hai với Tầm gửi đừng có nặng lòng nữa, con lo được mà. Đi mua rượu đi, anh kiếm mồi nhậu. Trường đá gà ăn tiền, đó là một tội. Nuôi gà không chịu chích ngừa dễ phát tán dịch cúm gia cầm, đó là hai tội. Lấy sinh mạng của gia cầm để trục lợi cá nhân, đó là ba tội. Gom ba cái tội này lại, đẻ ra thêm một cái tội, đó là vi phạm lệnh của chính quyền, đó là cấm nuôi gia cầm, không biết yêu muôn thú và thiên nhiên, vậy chi là năm tội. Ông nói hết chưa? Hết rồi. Hết tôi về. Ê. Báo cáo anh, chỉ có một mình em bắt được con gà này thôi. Bắt được cái gì? Dạ, một con gà. Đi về. Dạ. Bà biết không, sớm mình lúc này hả, trộm cướp dữ lắm. Mình cũng nghe nói vậy. Ghê lắm. Bởi vậy hả? Mình ra nè mấy chú. Trời ơi, tối hả, đóng cửa. Mấy chú ở xa mới tới hả? Tôi bà trong nhà không mà chú không đi đâu đâu. Chỉ có dạ, tụi em là dân đi đăng cá xuống dưới ghe. Ba ly nhiêu? 30,000 em. Mấy đứa nhỏ nó xẹt ra xẹt vô vậy đó mà. Dạ, bà phơi hả? Nó cũng lấy luôn, chứ đừng nói chi mà hả, đồ trong nhà mình. Giờ này làm gì mày ngồi thừ đây? Không dọn đồ ra bán mày. Còn gì nữa đâu mà bán. Mày nói gì?
Trời ơi, máy móc đâu hết rồi? Hả? Máy móc đâu hết rồi? Cái gì vậy? Cái gì mà lá sùm vậy? Dạ. Hả? Cái gì vậy? Qua ai là người về sau cùng vậy? Sen, đứng lên đi. Dạ, là tôi. Chìa khóa cửa hàng chỉ có tôi và Sen giữ. Vậy ai là người lấy cắp? Ý của cậu là cậu nghĩ tôi lấy đó hả? Tôi không biết thì tôi hỏi vậy thôi. Có gì đâu mà lá sùm lên vậy. Nói chung cái trộm này cũng còn chút nhân tính. Nó mà lấy hết đồ trong đây thì ông cũng bị mất việc. Dạ, cậu Vũ nói đúng. Nói đầu ngay, thằng trộm này nó khốn nạn quá. Ở đây có tôi, chú, Sen. Chú chửi vậy thì ai nghe? Thôi Sen cũng đừng có buồn, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Tối hôm qua gặp mấy đối tác tiếp tụi nó tới khuya, cho nên giờ cũng hơi mệt. Vậy nha. Đây là lần cuối tôi nhắc chú nghe, làm việc cho cẩn thận, canh hàng hóa cho đàng hoàng. Mất một lần nữa là tôi có quyền nghi ngờ chú đó. Cậu này kỳ, sao cậu nói tôi vậy? Tôi giỡn chút thôi mà, có gì đâu căng thẳng quá. Thôi tôi về nghe. Qua dạ, trả xe cho thằng Sậy. Dạ cậu về. Các thùng hàng ở trong đây không ai được quyền mở ra hết nghe chưa? Dạ cậu yên tâm, có tôi coi. Tốt, tôi về nghe xe. Tôi xin lỗi nha, thiệt tình tôi cũng không hiểu tại sao mà. Thôi được rồi, tôi đã nói là chuyện nhỏ mà bỏ qua đi, tiếp tục làm việc nha. Tôi về ha. Dượng vô trong đi, con muốn nói chuyện với Dượng. Có chuyện gì quan trọng vậy? Đứng đây nói không được hả? Nói ở đây làm xấu mặt Dượng đó. Ý của mày là sao? Tao làm gì xấu mặt? Dượng là người ăn cắp đồ. Cái con kia, mày ăn nó mất dạy vậy hả mày? Tao ăn cắp hồi nào? Dượng không ăn cắp. Vậy tối qua Dượng đi đâu suốt đêm? Tao đi nhậu. Thằng cu lửa thằng dàm rủ tao đi nhậu. Hai thằng đó làm chứng cho tao. Nè, mày lấy cớ gì á vu khống tao ăn cắp hả? Chỉ có Dượng lấy thôi. Chìa khóa cửa hàng này á chỉ có tôi với ông Vũ có. Dượng không lấy thì ai vô đây? Mày. Tôi thử coi Dượng làm gì tôi. Chỉ là cha Dượng thôi mà. Dượng ở đây, tôi đi thưa công an. Sen. Sao tự nhiên kêu một tiếng rồi ngưng ngang vậy? Bộ không có chuyện gì nói với tôi sao? Hổm rày, không gặp mấy tuần lễ mà cũng không thèm đi tìm. Chắc là quên tôi luôn rồi phải không? Đâu có. Anh hôm mà bên em không ra cửa hàng à? Sen đang tức vụ cửa hàng nè. Thôi không nói chuyện đó nữa. Sen gặp anh là vì chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện anh với Tâm gửi đó. Hèn chi,
tránh mặt anh mấy tuần nay luôn. Nè, chuyện đó không phải im lặng mà giải quyết được đâu nha. Anh cũng không ngờ là mọi chuyện nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Vậy là đối với anh nó không quan trọng đúng không? Hèn chi á, đâu có thèm tìm tôi để nói cho rõ ràng đâu. Anh làm đàn ông con trai gì mà kỳ vậy? Để tôi đi tìm là sao? Tức. Thôi mà đừng có khóc nữa, anh biết lỗi của anh rồi nha. Cho anh xin lỗi đi. Mà anh thề với em, anh với Tầm Gửi không có chuyện gì hết. Em phải tin anh chứ. Em tạm tin anh đó. Nhưng mà ai là người đồn ra tin này? Tất nhiên không thể nào là anh hay Tầm Gửi. Em cũng thừa biết là Tầm Gửi cũng có tình cảm với anh, nhưng mà lúc nào anh cũng giữ khoảng cách với Tầm Gửi hết. Anh thấy bây giờ người đáng tội nghiệp nhất là Tầm Gửi. Mà anh nghĩ cũng lạ nha, đêm đó chỉ có anh với Tầm Gửi, anh thì sốt mê mang nằm một chỗ, còn Tầm Gửi thì không thể nào như vậy được. Vậy ai là người đồn ra chuyện này? Em nghĩ em với anh cùng với Tầm Gửi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. À, hay là bữa nay mình lên Sài Gòn tìm Tầm Gửi, ba đứa tụi mình phải giải quyết hết mọi chuyện cho xong. Em thấy có được không? Ừ. Đi. Trời ơi, nghe hai đứa tụi nó nói chuyện mà mệt gần chết luôn vậy đó. Tại nghe lén người ta mới bị vậy đó má. Thằng quỷ à. Còn nói nữa, cái thân con bự vậy đó mà ép má sát vô vách, má muốn nín thở luôn vậy đó. Vậy là coi như tụi nó đã quê rồi. Còn con nữa. Dạ. Con mà cưới được Tầm Gửi á, má mừng lắm đó. Mà có yêu đâu mà cưới. Qua bay theo gió cuốn rụng đầy sân rêu, nhìn qua tàn rụng rơi, làng bân khuân tê tái tâm hồn, nỗi bao cay đắng dập dồn. Tình đầu vừa tan theo khói sương, làng khóc than. Bà Hai lấy con chén nước mắm Đinh Thành đi bà mắm Hai. Hả? Nè, rồi đủ rồi. Dạ. Dì Hai, con chào dì Hai. Dì Hai. Sen hả? Hai đứa vô đây đây con. Vô đây. Bộ hai đứa làm lành với nhau rồi hả Bay? Dạ. Dì Hai, tụi con định lên Sài Gòn thăm Tầm Gửi. Dì Hai có địa chỉ của Tầm Gửi ở trển thì cho tụi con nha. Vậy là ổn hết rồi phải không? Nghe bên nói vậy dì Hai mừng quá à. Tội nghiệp con Tầm Gửi, bữa nó lên đó mà nó không an tâm. Ủa, ghi địa chỉ ở trển hả? Dạ. Chờ dì một chút nha. Nè, nè con, địa chỉ của nó nè. Dạ. Dạ. Con cảm ơn dì. Cảm ơn dì Hai. Ừ. Con về nha. Hai người lên trển lẹ rồi về. Tôi sợ thêm súng ở nhà khai ra hư bột hư đường hết. Ừ, anh biết rồi. Ừ, em về nhà đi. Hai đứa bay đi lẹ đi, kẻo trễ phà đó. Dạ. Dạ. Cẩn thận nghe tụi con. Dạ. Hai người đi lẹ rồi về, có gì điện thoại tôi biết nghe. Tụi con dạ, đi. Dạ, tụi con đi.
má về đi. Chào mọi người. Con đi nha. Có gì cho má hay nha con. Ông vô ăn sáng nè, rồi chở tôi ra cửa hàng. Sáng giờ con Sen đâu tôi không thấy. Hôm qua giờ tôi cũng không thấy nha. Nó đi đâu mà không xin phép tôi vậy? Bộ ông quên là sáng nay nó phải đi lên tỉnh để lo cái chuyện sổ sách, kế toán gì đó hay sao. Nó đi từ sớm rồi. Ông ăn nhanh rồi chở tôi ra cửa hàng nghe. Pha cà phê nhưng nước đáy ngựa. Biết vậy tôi ra ngoài uống cho rồi. Bà sống đâu? Ơi, bà chỉ ấp la gì mà vừa chín vừa khét vậy nè? Đợi tôi một chút. Bà sống? Bà sống đâu? Chú Nhông ơi, chú Nhông. Tao nè. Gì vậy? Anh Sậy kêu tôi qua đón chú. Ra quán cà phê, có chuyện bàn. Đi. Đi mày ơi. Thôi tầm gửi, đừng có buồn nữa nha. Nhìn thấy hai người quề vậy là tôi vui rồi. Mọi chuyện đều từ thằng ớt mà ra. Nhưng mà tầm gửi nghĩ là đằng sau còn có một người không thích tụi mình vui vẻ như vậy. Tôi biết là ai mà. Thôi bà về quê với tôi nha. Chưa tới ngày tựu trường mà lên chi sớm vậy. Mình về quê vạch mặt thằng Sậy, bạn bè mà nó chơi xấu quá. Anh coi đó, đang nghỉ hè chưa có ai vô học hết, tự nhiên lên đây tui thủi có một mình hả. Thôi về giày đi, tôi phụ dọn đồ rồi mình cùng về quê nha. Chà, nay xài kem gì mà chứ vậy? Hả? Cha già dê, ông tưởng ông là ai mà dám giỡn với tôi chứ? Uống cái gì? Cà phê, hai ly. Nè, có chuyện gì quan trọng gọi tao vậy? Anh Vũ điện thoại nói ngày mai hàng về. Vậy mấy giờ mình tập kết? Cứ chờ lệnh của anh Vũ. Kỳ này tao kêu anh Vũ kiếm cho tao một cái giò heo. Đợt này mày tính chơi lại hả? Cần gì phải kêu anh Vũ, bên cam bú chìa cả đống kìa. Mấy đứa bay á, không được làm liều. Hôm qua tôi thấy con gái ông đi với thằng Lực, hình như là qua nhà bà Hai bán tạp quá. Sáng hôm qua ở bến phà tôi cũng thấy thằng Lực đi với con gái ông á. Nè, con Sen đi đâu vậy ông Nhông? Tao đâu có biết. Cũng vậy thôi. Muốn biết á, lát nữa tao về nảnh cho các mẹ nó một trận nó biết liền chứ gì.
Thằng Vũ nó làm cái gì mà mới mở mắt dậy lỡ đi à? Nó đi đâu vậy bà? Nó đi lo công chuyện làm ăn của nó. Nó đang củng cố một vài địa bàn làm ăn mới của nó. Mấy địa bàn cũ đã bị động rồi. Nè, bà dặn nó cẩn thận chút nha. Chảnh măng một chút á là chết như chơi. Bà biết chuyện nào nó về không? Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Tối qua nó có nói với tôi là nó đang lo lót cho mấy tay có máu mặt để củng cố đường dây làm ăn mới. Bà thấy thằng Vũ dạo này nó làm sao? Nó rất khá trong chuyện làm ăn, kèo nào cũng trơn tuốt. Ngồi ngẫm nghĩ mới thấy đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi ghét khen lắm nha. Thà bà nói thẳng á, nó thưởng cái gen của tôi còn dễ nghe hơn. Thôi đi, ông đừng có lèm bèm nữa. Để tôi chuyển phát cho người ta. Người ta đang chờ tôi kìa. Nè, bà cũng phải coi chừng đó. Lúc này á, công an ruồng dữ lắm á. Sơ ý một cái là hút trọn ổ đó nghe chưa. Khỏi cần ông lo. Chuyện tôi làm á tôi biết. Ăn dụng thì phải biết chùi mép chứ. Thời buổi này mà ngồi đó ghi chép chép. Chỉ cần một cú điện thoại. Alo, chị Tư, cho em một số này nha. Tới chiều chuyển luôn qua phát. Rồi phi tang là xong. Bà hay quá ha. Bộ bà không lấy viết, ghi ra sổ hả? Phải luôn. Nếu cần tôi lưu ở trong thẻ điện thoại là được rồi. Công nhận bà xã tôi tiến bộ thiệt. Nếu không vậy thì làm sao mà sống nổi. Nè, tôi nhắc cho bà nhớ. Mình làm ăn, mình phải lường trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bà phải liệu một lúc nào đó công an lục lượt điện thoại của bà. Lúc đó đừng có khóc nha. Đó thấy không, lúc nào cũng trù ẻo tôi hết à. Ông rảnh quá ha. Nếu chuyện đó xảy ra thì quăng cái điện thoại xuống sông phi tang là được rồi. Tôi quên, bà có nguyên một đường dây chuyên cung cấp các loại điện thoại qua biên giới mà. Rẻ như bèo, quăng cái này sắm cái khác lo gì. Tôi làm vậy để làm chi? Để lo sự sống cho cái gia đình này. Còn ông, chuyện làm ăn của ông tới đâu rồi? Vì của tôi, bà để tôi tự lo, bà đừng có lo. Nói tóm lại, đừng để cái gì dính dáng tới công an. Đúng rồi đó. Mà lo gì? Mà nếu như có bị bắt á, thì mình sẽ bùa. À, chút xíu tôi quên nha. Chuyện của Chính mượn tiền á, chuyện đó bà tính sao? Tôi quyết tâm cho nó mượn để lấy lãi phần trăm. Nhưng mà có chắc ăn không? Sao lại không chắc? Dao thì phải nắm đằng cán chứ ai nắm đằng lưỡi. Là sao? Tôi lấy sổ hồng của nhà nó rồi. Phải vậy chứ. À, công nhận nha, tôi có bà vợ lương lẹo thấy ớn luôn. Thôi mệt lắm rồi, xuống dọn cơm tôi ăn, đói lắm. Thằng Vũ á, chừng nào nó về ăn sao ha. Rồi, ông chờ tôi chút nha. À ba, thằng Vũ nó về kìa. Ba, má. Con. Ba má con mới về. Má, má gửi phát làm con hết chưa? Người ta hối con quá trời kìa. Má gửi rồi, nhưng mà mấy cái mối của con á, má đâu có biết được. Vậy à, thôi được rồi, để con gửi cho. Nè, dạ. Con với ba con ngồi ở đây nha, má đi dọn bàn ăn cơm. Dạ. Vũ. Dạ. Công việc của con sao rồi? Cũng tốt ba. Địa bàn ở đây mình cũng đã thâu tóm hết rồi. Bây giờ gia đình mình chỉ việc rủng rỉnh làm ăn, không có gì phải lo hết ba. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà ba. Có hữu sự gì thì cũng qua hết. À ba, tối nay con lên thành phố giải quyết một vụ làm ăn lớn. Con dám ổn hùng. Ba yên tâm, cờ tới tay thì mình phải phất. Với lại con chia bớt công việc của con cho thằng Sậy, còn nó cũng đi kiếm thêm một số người để phụ bớt công việc cho con. Địa bàn ở đây bây giờ coi như nằm gọn trong lòng bàn tay của con. Mình phải biết lấy cái nhỏ nuôi cái lớn, đúng không ba? Dì hai yên tâm đi, mọi chuyện im đẹp hết rồi. Bây giờ tụi con vẫn là bạn mà. Tại vì có mấy kẻ xấu miệng muốn chia rẽ tình bạn của tụi con, nên bây giờ dì hai cứ bình thường đi, đừng có để tâm đến chuyện đàm tiếu đó nữa. Mấy bữa nay dì hai buồn lắm đó.
bực bội quá. Càng nghĩ tới con càng tức nữa. Thôi, sắp làm cô giáo rồi, cái gì cũng phải từ tốn một chút chứ. Má. Alo, bà Dậu hả? À, tôi nè. Sao, hôm nay có con nào ngon không? Con điều đó hả? Thôi, tôi sợ quá rồi. Con đó kỳ màu đã đấm mẹ gì? Bữa mới sổ với con gà ô nè, bỏ của chạy bắt dép luôn. Con nào khác không? Không có hả? Thôi thôi không có, tôi chịu, tôi chờ. Tôi không dám mắc điều đâu. Vậy nha, có gì hú tôi liền nha. Ừ. Alo, tao nè. Chiều mày bao lô cho tao con mèo, mỗi con 100.000 nha. Hai đại luôn. À, chào cả nhà. Chào cô Vũ. Dạ con chào chú Nhông. À, chào Sen. Dĩ xuống. Chào Sen. Ủa Sen bị sao vậy? Nó bị té nữa mà. Vậy còn thiếm súng. Hai mẹ con nó té cùng lực mà. Mà trời đất ơi, tối rồi cậu Duyên xảy xuống đây có việc gì vậy hả? Mời cậu Vũ ngồi. Dạ. Ngồi, ngồi đi anh Vũ. Uống nước cậu. Con Duyên xảy đi công chuyện một chút, sẵn ghé qua thăm gia đình mình luôn. Trời ơi, cậu khách sáo quá. Bữa nào ghé không được. Hồi chiều này á, tôi nghe cốc nghiến răng, trời chuẩn bị mưa nha. Mà trời mưa vậy cậu đi không sợ. Mời cậu. Chú cũng vui tính quá ha. Vui mà. Con có nói với ba má con là cửa hàng dưới này có hai bác với lại em Sen phụ trông coi, cho nên là ba má con có chút quà gửi cho gia đình mình. Trời ơi, cậu bày vẽ chi vậy? Tôi không dám nhận đâu cậu à. Thì chú có gì đâu, ba má con nói đây là chút lòng thành để gửi cho những cộng sự thân tín với gia đình con. Vậy hả? Chứ cửa hàng này không có chú thím với em Sen phụ trông coi, con với anh Sậy làm sao quán xuyến nổi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi đó chú. Chú nhận đi cho anh em con vui. Kỳ quá cậu à. Nếu mà cậu lỡ mang tới đây. Dạ đây là của thím súng. Nhận đi, cậu Vũ tặng đó. Nhận đi. Nhận đi thím. Còn đây là của em Sen. Đi thưa cậu. Sen à, quà của cô Vũ tặng con nè. Nhận được cảm ơn đi con. À, cô Vũ à, còn tôi thì nghệ quá. Còn chú thì đây. Thank you.
từ từ nha. Nhẹ tay chút nghe. Nặng quá. Để vô đó đi. Rồi, bỏ xuống luôn. Dạ, tôi xin lỗi. Ủa? Cậu Vũ. Sen. Tôi không biết là cậu chuyển hàng sớm như vậy. Để tôi... Kìa Sen, có gì đâu, ba cái chuyện khiên giác là chuyện của đàn ông. Cứ để tụi nó làm. Vậy... Có gì đâu mà phải phụ. Để vô đó luôn đi. Đã nói chuyện này cứ để tụi nó làm. Nhiệm vụ của Sen là... lo buôn bán là được rồi. Dạ đúng chị hai. Chuyện này để em làm được rồi. Thằng Dậm nói đúng với chị hai. Vậy thôi chị vô nghỉ đi. Bà chủ. Đi bà. Mấy ảnh nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Thôi tôi vô trọng sắp xếp lại đồ đạc đây. Kìa Sen, tụi nó dọn xong xuôi hết rồi. Để đó được không? Nhiệm vụ của Sen bây giờ là... Để đó sao được. Rồi vậy sắp xếp cùng tôi nha. Ừ. Đi ăn sáng với tôi nha. Thôi khỏi. Cảm ơn. Tôi ăn rồi. Thì cứ đi với tôi đi. Sẵn tôi qua chở ba má Sen đi luôn. Nhưng mà tôi ăn rồi. Thì cứ đi với tôi đi. Đi với ba má Sen chứ đi với ai đâu mà ngại. Đi ha. Vào đi. Dì hai, con lỡ lấy hàng về nhiều quá mà để lâu thì không tiện, mà gửi cho ba má con thì cũng không xong. Con gửi ở quán dì hai nha. Dì hai bán giùm con ha. Được cái nào hay cái đó. Trời đất, mấy thứ đó làm sao dì bán được. Dạ dễ ợt à. Con chỉ nói sơ là dì hai biết liền. Đồ gì mà nhiều quá nha má. Thằng Sậy nó mua nhiều quá đi, cho nên nó gửi má bán giùm cho nó. Trời ơi, sao tự nhiên Sậy bán cái cho má tôi vậy? Sao Sậy không mở cửa hàng hay đại lý gì đó bán luôn đi? Sậy đâu có tiền mà mở cửa hàng. Không ấy, Sậy đợi tầm gửi ra trường về rồi mình hùng vốn làm ăn chung nghe. Nè, tôi không có ở không nói chuyện cà rỡn với Sậy nha. Sậy nói thiệt chứ đâu có cà rỡn đâu. Mai mốt Sậy làm chủ, còn tầm gửi ngồi thu ngân, giống như anh Vũ với Sen vậy đó. Mơ mộng quá. Ủa Lực, múa gì vậy? Dì hai, Tâm gửi lấy cho Lực 5 ký gạo. Lực đem qua biếu sư thầy. Ê Lực, mày đừng có nói với tao á là mày đang chán đời muốn đi tu đó nghe. Mắc mớ gì mà Lực phải đi tu. Có ông á, lo mà tu tâm dưỡng tánh lại đi. Cảm ơn tầm gửi đã nhắc nhở. Nhưng mà Sậy thấy Sậy Sậy đâu có làm gì đâu. Tụi tôi hung nhau rồi đó. Rồi sao? Sậy ghen hả? Tôi biết. Hổm rài thiên hạ đồn chuyện của tụi tôi là từ chính miệng của Sậy đó. Tôi chấp luôn. Thôi thôi, cho dì xin đi. Nè Lực nè,
con đem gạo qua biếu sư thầy đi. Dạ, con gửi gì ha? Còn tầm gửi ở đây phụ với má. Dạ. Chạy. Sậy à, con chuyển đồ vô đi. Dạ. Cái hàng này là trong nước lắp ráp hả? Dạ. Hàng gì mà dữ thần vậy trời? Ba cái này toàn là đồ cũ không à. Ha, không biết bán tới chừng nào. Coi như là dì bán giùm cho con nha. Nhưng mà con tầm gửi nó không chịu cho dì bán hàng cho con. Trời, tầm gửi làm vậy con buồn quá. Có gì đâu mà tầm gửi ghét con như ghét bon bót vậy. Trong khi con thân thiết với tầm gửi từ nhỏ. Mỗi người mỗi tánh mà con. Chuyện gì nó tới thì nó tới thôi. Dạ, con quý tầm gửi lắm. Tầm gửi có làm gì cho con buồn con cũng không giận. Thôi, thôi dì hai con về. Sậy, con quên tiền nè. Tiền đây. Tốt bà tụi mày. Dạ tụi mày cứ đi thuốc. Thu rồi ông điên hả? Hồi nãy tôi cho ông bắt trước mà. Không phơi mã rồi mới cược. Bây giờ ông thua ông lại đổ thừa tôi chơi thuốc. Đưa tiền đây. Mười triệu sao đưa 5 triệu vậy cha? Tụi mày chơi gian. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Ông thua còn bắt trước với phèo chơi nằm giả hả? Tôi đề nghị tất cả anh em không tỏ toàn bộ khu vực này. Mọi bất xuất, ngoại bất nhập. Tôi đã hứa với tổ chức y tế thế giới rồi. Tôi sẽ triệt tiêu vật chúng này đâu. Anh kia đứng lại. Đứng lại. Thằng nhỏ kia đứng lại. Mày xuống đây. Mày xuống đây. Mày ngon mày trả luôn đi. Ông làm gì nằm đây? Coi đá gà. Coi đá gà sao nằm đóng vậy? Gà đá ông dính cửa rồi phải không? Đem về trạm thú y hết cho tao. Giờ Sen phải nói sao thì Lực mới tin đây. Nó nói cái gì? Chuyện rành rành trước mắt. Bộ tôi nói quan cho Sen sao? Nhưng mà những sự việc mà Lực chứng kiến á, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên? Không có lỡ làm sao có khó. Lửa khó gì ở đây? Lực giải thích cặn kẽ đi. Vậy tôi hỏi Sen nè, ai là người mang quà đến tặng cho cả nhà Sen? Ừ thì ông Vũ. Ai chở Sen đi bằng xe hơi? Cũng ông Vũ.
rồi ai mở cửa hàng cho Sang bán. Cũng Vũ luôn. Ông Vũ. Cái gì cũng ông Vũ. Tất cả vì mục đích gì? Cho dù họ có làm gì đi chăng nữa thì Sang cũng không nghĩ gì hết á. Sang trong sáng. Ừ tôi biết mà. Tại tôi nghèo. Lực mà cứ nói như vậy là Sang về đó. Có ngon thì về đi. Bộ tôi nói sai sao mà giận tôi? Chiếu tướng hết cờ bà không hề. Tổ mẹ bịm bịp kêu nghe buồn thấy mẹ. Hàng gì thua nãy giờ? Thôi kể đi, để ý làm gì? Hai thằng mày á, đừng có xem thường. Không có nó là tụi mình khó làm ăn đó. Tiếng con bịm bịp kêu á là để báo hiệu nước lớn nước rồng, biết chưa? Ờ, cái đêm mà mày bị công an bắn xém chết á, tao cũng nghe bìm bìm kêu dữ lắm mày. Đúng à. Hay là mày chơi tiếp đi. Mất hứng hết vui. Quê rồi hả? Sao mày á thiếu nó ăn chầu nước á, đánh mình đi hả ông nội? À, dạ chào các anh. Chào anh. Chào anh. Có chuyện gì vậy? Anh có phải là chủ cửa hàng này? Đúng, là tôi. Chúng tôi có lệnh khám xét cửa hàng của anh, xin anh vui lòng hợp tác. Báo cáo anh, thuốc tây lậu. Tiếp tục đi. Số thuốc này nguồn gốc từ đâu? Anh không trả lời được. Lập biên bản. Cứ yên tâm đi, có gì để ngày mai tính. Chuyện này anh giải quyết được mà. Anh đây. Anh nói cái gì anh nữa đi. Im đi. Mời anh ký vào biên bản. Tôi sẽ niêm phong tất cả các số hàng này lại và đem về trụ sở để điều tra rõ nguồn gốc. Bây giờ mời anh theo chúng tôi về trụ sở. Mời anh. Ê, cậu Vũ nói gì vậy? Ông nói có gì để mai tính. Bộ cửa hàng có chuyện gì không? Đặng bà, biết gì hỏi, lo ăn đi. Chú Nhông ơi, chú Nhông. Có nhà không chú Nhông? Có, mẹ sẽ. Vô đi con. Dạ, con chào dì xuống.
Chào Sen. Ủa, chú đang ăn cơm hả? Đang ăn dở dang. Mày ăn chưa? Ngồi dùm đuối với tao luôn mày. Thôi, nghỉ ăn đi. Ăn vậy á, nuốt sầu trôi. Ra ngoài quán, con đãi chú ăn món ngon. Vậy hả? Mọi người ăn nha, tôi đi công chuyện chút ạ. Dạ. Con về cho dì xuống. Dạ. Dạ, cái này còn thêm súng. Nhận đi. Nhận đi, tôi vô tặng đó. Cầm đi. Còn cái này là của em Sen. Để tôi cầm. Sen à, cô Vũ tặng con nè. Cảm ơn cô Vũ đi. Cảm ơn đi. À, cô Vũ à, con tôi ghẹ quá. Còn chú thì đây. Con đang làm gì đó? Sao giờ này con ngồi ở đây? Dạ không á. Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì nữa rồi phải không? Dạ. Có gì đâu. Thôi mau ở nhà nghe. Con chạy ra chỗ Hai Đờn chơi chút, khuya con với nó về. Ừ. Alo, cửa hàng Giang Vũ xin nghe ạ. Sen hả, anh đây. À, cậu Vũ hả? Chuyện hôm bữa sao rồi? Sen cứ yên tâm, không có chuyện gì to tát hết. Anh giải quyết xong hết rồi. Em nhớ có mặt ở cửa hàng chờ nha. Anh đang cho người chuyển hàng mình về đó. Dạ thôi, tôi cúp máy nha. Khoan cúp máy đó Sen. Tối nay anh muốn em có mặt trong cái buổi tiệc với mấy người bạn giúp anh với cái vụ rắc rối vừa rồi đó. Đây là việc quan trọng, em phải có mặt. Nè, nhớ trang điểm đẹp một chút nha. Vậy nghe Sen. Dạ, em mời anh. Mời anh. Vô. Vô. Nói chung là hôm nay mời anh qua đây cũng không có gì quan trọng. Trước là để cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ tụi em, lo cho tụi em có cái giấy phép buôn bán, rồi lấy hàng về cho tụi em một cách nhanh nhất nữa. Dạ, cảm ơn anh. Xin phép mời anh. Mời. Mời.
Còn sao là... Đây là chút lòng thành của em, mong anh nhận cho. Uống đi em. Dạ, vô, mời anh. Vô. Phục anh Vũ thiệt luôn á. Phân bón là các hợp chất được cung cấp cho thực vật nhằm để thúc đẩy tăng trưởng. Phân bón thường được trộn vào đất để cây hấp thụ qua rễ, hoặc là phun để hấp thụ qua lá. Ủa tía, gì? Có cái loại phân bón nào mà bón cho động vật không tía? Động vật gì? Dạ người á. Ai? Dạ con hả? Trời ơi, ngu quá vậy ông. Con đâu có ngu. Tự nhiên mày dí mày với động vật. Trời đất ơi, con là động vật ở trên, còn động vật bình thường mình thấy hàng ngày là động vật ở dưới. Ủa, trên dưới là sao? Trời đất ơi, ở trên là ngủ ở trên giường, còn động vật ở dưới là ngủ dưới đất. Còn có những động vật ngủ trong chuồng nữa cả. Thôi ông ơi, tôi thấy ông vậy á là ông thuộc loại tăng trưởng ghê gớm lắm rồi nha. Mà sao ngộ cái tí ha, nghĩ hoài không ra nha. Không có cái loại phân nào mà bón cho con người tăng trưởng tí ha. Muốn tăng trưởng cỡ nào nữa? Mày á là tăng trưởng nhất trong lớp rồi. Nhìn lại coi lớp mày có ai bằng mày không? Đầu á thì lớn mà óc như hột ớt vậy nè. Tí nói bậy rồi. Sao bậy? Tí phải nói là đầu to mà óc như ốc bò. Vậy nó mới tương xứng với sự phát triển của con. Đầu to mà óc như hột ớt tầm bậy không? Tao hiểu rồi đó. Hiểu tại sao mày học không lên lớp vậy? Mày là thuộc cái loại thứ suy dinh dưỡng. Suy đồi. Tía mới suy đầu cho con mà suy đầu. Cái gì vậy? Mày nói ai suy đồi vậy thằng mất dạy? Tía suy đầu cho ai? Tao suy đồi sao? Nè. Mày học ở đâu mấy cái từ đó mà mày về mày nói nghe ghê gớm gì mày? Con học nhiều lắm, gom nhiều chỗ mỗi chỗ một chút vậy đó. Bây giờ mày giải thích cho tao nghe nha, tao sẽ đòi chỗ nào nha. Không giải thích được là tao quất vô đít mày nữa đó. Chơi gì nữa? Tía xì đầu đó, bác Tùng mới chuẩn bị cho tía nghỉ, đúng không? Tía đứng núi này trong đầu nọ. Bây giờ sắp sửa mở cửa hàng bán phân bón, chuyển nghề này qua nghề nọ, đầu này qua đầu kia. Xì đầu là phải rồi. Trời đất ơi, thấy gớm chưa? Có hai chữ xì đòi mà nó xì tư từ cái đòi này qua cái núi nọ rồi trở về cái đòi kia. Ai lột lưỡi mày vậy con? Tía thấy tía xì đầu chưa? Tía xì đầu rõ ràng. Nói ra không hiểu, suy nghĩ không được là không hiểu, là bị tuột dốc. Tuột dốc là rớt xuống đầu là bị xì đầu là không hiểu. Trời đất ơi, mày xì hoài vậy mày? Là con nè, con là động vật ở trên, chứ không phải là con là con két, con nồng. Động vật ở dưới, ở trên cây. Không hiểu gì hết. Két nè, cây nè.
Chết tía rồi. Mới nhắc chú Tùng nghe, chú Tùng qua nghe. Anh trai ơi, có tầm nhà anh nè. Trai. Làm gì mày? Chú Tùng mới tới nè. Ai tới tao cũng quýnh mày. Tới nè. Chú Tùng tới. Tao không dám quýnh mày. Chào anh trai. Anh Tùng. Vô nhà ngồi chơi uống nước anh Tùng. Dạ dạ, chú Tùng. Chú Tùng. Chú Tùng. Mấy bữa trước con gặp chú ngoài đồng á. Con thấy chú bắt lại bỏ vô hũ trao. Ủa nhà chú nuôi chim hả? Chú bắt làm thí nghiệm. Ủa mà thí nghiệm là gì chú? Ui da, mà thiệt á, làm vậy chi cho mệt chú. Chú mua thuốc này á, con chỉ chú một chiêu chú làm hết liền. Mua thuốc này á, xích một phát thả ngựa chết đất trời liền. Nhanh lắm chú, khỏi bắt được con. Anh ơi, cái thằng hơi đâu anh đôi coi với nó. Nó hỏi đừng có trả lời. Nè, trả lời đi. Một hồi nó hỏi là cứng họng với nó luôn á. Tía con bị cứng họng hoài à. Thôi thôi, con ra ngoài chơi ha. Để chú với ba con nói chuyện chút nha. Dạ. Đi đi. Ủa, bà ngộ hả? Người lớn nói chuyện rồi cứ nói chuyện đi. Con nít ở chơi thì cứ cho con nít ở chơi. Trời. Mặt mới bắt con nít đi chơi. Mày đi không? Mày đi không? Thôi thôi thôi. Nào nè, ra ngoài chơi đi con. Nè. Đi đi. Làm gì mà phải dùng bạo lực với nhi đồng. Ê. Ê. Nè. Ra ngoài đừng có bắn chim ngoài đồng nha. Dịch cúm đó ông nội. Ngu mà bắn chim. Bắn gà trong chuồng cũng dễ trúng hơn á. Trời ơi, tai họa nữa rồi. Anh Cai à. Uống nước anh. Tôi muốn nói với anh á. Yeah. Là bà con ở đây á, người ta muốn nuôi lại gia cầm á. Ý, đâu có được. Có lệnh cấm rồi. Tôi biết. Nhưng mình cứ để bà con nuôi. Mình quản lý chặt chẽ bằng cách là tiêm phòng. Dạ. Tiêm phòng. Lan, con gạch nhịp xong chưa? Dạ, con gạch sắp xong rồi. Con gạch để khách có yêu cầu con có mà hát. Thấy tụi con như vậy á, bác Tư cũng yêu cái nghề của mình. Sống an nhàn nghệ sĩ. Thích thì làm, không thích thì thôi. Không ai mà ràng buộc được mình. Thằng Hai Đợn đâu? Sao không để bác Tư không thấy nó? Dạ, mấy nay con thấy ảnh có vẻ không vui. Con cũng không biết ảnh gặp chuyện gì nữa. Vậy à? Sao bày không réo nó qua đây Đợn ca tài tử cho nó vui? Dạ, con có nhắn lại, nhưng mà con thấy ảnh sao sao á. Để từ từ con gặp con hỏi ảnh. Tao coi bộ nó buồn chuyện tình cảm của bay đó. Nó sống hơi lãng tử, cho nên bà Thu bà mới cấm. Dạ, con nghĩ không phải vậy. Ảnh buồn là vì mẹ anh cấm không cho ảnh quen với con. Con đừng nghĩ như vậy. Bản thân con có gì đâu mà xấu. Mà bà Thu bà lại cấm. Con nghề ngỗng thì không, gia tài sự sản cũng không có. Còn cha mẹ anh em thì tất cả người trong nhà con đều mưu sinh bằng nghề đờn ca tài tử. Phận con vậy thì ai chấp nhận hả bác Tư? Đâu có gì đâu mà buồn. Nhưng không phải ai mình cũng hát cho nghe. Ai hiểu, ai trân trọng, ai quý giống nhạc dân tộc thì mình mới trải lòng chứ, đúng không con? Dạ. Bác Tư uống nước đi bác Tư. Ừ. Thank you.
Thằng Lực nó đi đâu rồi hai đường? Ảnh lên xóm trên gặp mấy người ở hợp tác xã bàn về giá cả và mối lá làm ăn rồi má. Tất bật suốt ngày, phụ má nuôi cá bán xong giờ lại đi nghiên cứu tìm hiểu cách thức kỹ thuật nuôi cá nữa. Con nuôi thì giỏi giang, còn con ruột á lâu lâu mới có ngày. Má đừng có đem con so sánh với ảnh. Ảnh là ảnh, con là con. Má không có càm ràm cái chuyện mà con thích ca hát, nhưng mà chuyện con quen cái con nhỏ hát sướng gì đó là má không có chịu. Má giống mấy bà hội đồng hồi xưa quá, thời buổi này mà còn phân biệt sướng ca. Nhưng nó không thể nào về làm vợ của con được. Má nghĩ vậy là không có đúng. Con biết rõ con người của Lan, Lan chỉ thích ca hát chứ đâu có làm gì sai quấy đâu má. Mày trả treo với má đó hả? Con không trả treo với má, nhưng con chỉ phân tích cho má hiểu. Con yêu và quyết giữ lấy tình yêu của mình. Con xin má đừng có cấm cản mà tội nghiệp cho tụi con. Hết tiền rồi hả? Sao hôm nay xui vậy? Về ăn hộp gì lộn xả xui đi. Về sao được mà về, để ông gỡ lại chứ. Hết sạch tiền rồi, gỡ gì mà gỡ. Mày ngu quá à, không cập nhật thông tin gì hết. Ông Nhông sắp có thằng con rể giàu sụ rồi, cứ để cho ông chơi thiếu đi. Nhưng nãy giờ ông thiếu nhiều lắm rồi. Mày lo sao quá à, không lẽ thằng con rể của ông không lo nổi cho ông. Dám chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì. Chia bài đi, lần này đánh đúp bồ ra. Tôi cho ông mượn mấy triệu nè. Vậy mới đúng là đại nhông chứ. Mẹ bà gì mà. Mày ăn gian, mày vô bài hả? Mày ăn gian hả mày? Mày vô bài hả? Mày ăn gian hả? Mày làm gì vậy? Trả tiền tao. Trả tiền cho tao. Khốn nạn. Khốn nạn, trả tiền cho tao. Mày thôi, con về lo cơm nước đi, để má bán cho. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ con. Anh mới đi đâu về hả? Anh mới lên huyện về. Đi chợ với em không? Dạ, thôi gì con đi. Ừ. Con đi nha má. Ờ. Lại, tụi bay làm gì vậy hả? Mày là ai? Đây là người thân của tao, tao sẽ giải quyết chuyện này. Tụi bay làm gì đánh người giữa đường vậy? Ông quýnh bài thiếu tiền tao rồi bỏ chạy, mày có lo nổi vụ này không? Thiếu tiền thôi chứ gì. Được, tao sẽ giải quyết. Ông thiếu tụi bay bao nhiêu? 20 triệu. 10 phút nữa qua nhà thằng Sậy, tao thanh toán hết. Thả người ra đi. Thôi được rồi, tạm thời tao tin mày. Đi. Mày hên đó nhà mày. Có chuyện tao á. Cảm ơn cô Vũ. Thôi đi. Sao giờ này mới tới? Đi chú.
Cháo nè ông. Bà nấu cháo cho heo ăn hả? Dẹp đi. Thì thường ngày ông cũng ăn vậy mà. Chắc ông đang đau nên khó ăn vậy đó. Bà im đi. Đem tô cháo đi đổ. Mua bình thánh cho tôi. Mang cái ra vô lại đây. Để tôi sàng xong mớ gạo rồi tôi đi mua cho ông. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết. Kết quả cuối cùng của giải 8 mang số 79. Trời ơi, chết tôi rồi. Sao lại 97? Mẹ nó, thằng này không biết số số mà. Ê, mày ghi tiếp cho tao con đó 500.000 nha. Có gì mày tính. Nè, cái con đó đó, mày có chắc cứu không? Chắc chắn 10 ăn 6 hả? Ê, kèo cao quá vậy? Không, nói là nói vậy thôi. Tao cũng bắt. Ây da, không có. Tao đau. Vậy nha, mày tính tiếp. Nè, ông đang đau. Người ta đánh ông bầm dập hết trơn à, mà không lo nghỉ ngơi. Cứ lo chuyện gì đâu đâu không à. Lo chuyện của bà kìa. Ê, biểu coi. Nay cửa hàng bán được không? Cũng bình thường. Thằng Vũ có nói gì không? Không. Hàng mới nhập về chưa? Chưa. Mày làm gì vậy? Con gái mẹ mày dạy ăn nói với tao cộng lốc vậy hả? Mày. Kìa Dương. Dương. Dương có sao không? Có sao không Dương? Thôi được rồi. Cảm ơn. Lúc tôi bị bao vây đánh hội đồng á, không rảnh tới cứu. Đợi tôi mang đồ máu về nhà. Bài đặt ra tay nghĩa hiệp. Dượng, Dượng bị người ta đánh. Anh Lực qua thăm Dượng. Sao Dượng nói gì kỳ vậy? Kể gì mày? Chứ nó có giúp gì tao đâu. Nếu mà không có cậu Vũ tới giúp tao á, chờ tôi bay tới cứu hả? Chắc tao ngâm cũng tối rồi. Dượng. Cũng may là tôi tới kịp. Chứ nếu không. Cậu Vũ, ngồi cậu. Sao chú đỡ chưa? Cảm ơn cậu. Tất cả là tại Dưỡng hết. Tại tụi nó thấy tao ăn nhiều quá. Tao đồ nghĩ tụi nó không chịu, nó đánh tao. Đâu, tiền của Dưỡng ăn bài người ta đâu. Trong lúc lộn xộn tụi nó lấy hết ráo rồi. Vậy sao người ta đòi nợ Dưỡng? Ê, nhỏ kia, vuốt mặt nảy mũi nghe mày. Dù gì trong gia đình này á, tao cũng là Dượng của mày. Tao có mắc nợ tứ văn đi nữa thì tao cũng vì ai? Vì mấy cái miệng trong gia đình này nè, trong đó có miệng của mày đó. Má tôi thì phải quần quật suốt ngày, còn Dượng thì cứ đem tiền nướng vô. Cấm miệng mày. Thôi được rồi. Người trong nhà không gây gỗ với nhau làm gì. Bên là người già, bên là người đẹp. Xe cứ giữ lấy tờ giấy này. Đây là số tiền tôi phải trả để giải thoát cho chú Nhông đó.
50 triệu. Ông đánh bài thiếu tiền tao rồi bỏ chạy. Mày có lo nổi vụ này không? Thiếu tiền thôi chứ gì. Được, tao sẽ giải quyết. Ông thiếu tụi bay bao nhiêu? 20 triệu. 10 phút nữa qua nhà thằng Sậy, tao thanh toán hết. Thả người ra đi. Cậu Vũ, tôi làm gì thua tớ dữ vậy? Chuyện đó thì con đâu có biết. Thì tụi nó nói nhiêu thì con đưa như vậy. 50 triệu, số tiền đâu phải là nhỏ. Con phải chạy về nhà lấy lên đưa tụi nó. Xong xuôi bắt tụi nó phải viết giấy hẳn hoi, để sau này khỏi dở cái trò lật lọng. Thôi, qua báo tin cho gia đình biết vậy thôi. Mà Sen cứ yên tâm, Sen đừng có buồn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng còn có anh đây.